Đây anh em, thấy không? Là 2975 Ali với 2748 và 1824, thật là một trò đùa. Thì ở đây nó có mấy cái hình. Đây là ông 2268 Black Panther đúng không? Là có nói là nghe nói rằng các bạn đã thông báo các bạn đã Ali với không có bất kỳ một cái sự diplo nào, là một cái sự gọi là thương thảo nào đấy. Đúng không? Là ông Black Panther của 2268 mới tuyên bố là lửa sẽ ngồi ngoài cây vì cây nào vui vẻ nhé. Nó gửi cho trại trại ánh sáng với trại gió. Đây là đại khái là ông 2268 này ấy, có vào là chụp được cái marker bên mình nha anh em. Đó, bên mình có cắm cái marker Ali là đất này với nước với cây. Thì thực ra cái Ali này thì mình nghĩ là cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Đúng là trại nước thì mình nghĩ là cũng ok, trại nước với trại quang thì nói chung là đất với cây ấy, là 975 với 748 là hai kinh đồng Việt Nam ấy. Mình nghĩ là Ali với nhau là cái chuyện, nói chung là chuyện hiển nhiên rồi, gần như là đăng ký chung để Ali với nhau rồi. Thì quan trọng là cái ông nước hay là ông quang thôi. Thì ở đây thì ông nước là quyết định Ali với bên mình, nhưng mà ông nước này là do 2268 là kích bên nước ra khỏi Diplo, thì nước nó ghét, nó quay sang, nước nó quay sang nó Ali bên mình. Thì mình thấy rất là chuyện hợp lý đúng không? Ví dụ như bạn mà muốn Ali với người ta thì bạn phải như nào chứ, bạn kích bố người ta ra khỏi Diplo thì người ta Ali với người khác là đúng rồi. Thì ở dưới này ấy là ông Black Panther ông có nói này là họ không có nói chuyện bro. Đấy, chạy cây chạy cây đã biến mất kể từ khi bắt đầu của cái Diplo này. Ở dưới này thì Boss Ra Hân có nói là để có một kỳ KVK cân bằng thì chúng tôi quyết định là sẽ đồng minh với nhau. Cảm ơn tất cả. Ở đây có bức hình thứ hai. Bức hình thứ hai này thì Boss Phở nói là như tôi đã nói, tôi đã ra quyết định. Đấy. Đấy, đọc đi. Thì ở dưới này ông 1394 có nói cái gì đấy. Nói chung là cái hình này tôi nghĩ là nó à đây, ông có viết đây này. Đó là bạn bạn không muốn một cái kỳ KVK vui vẻ công bằng hay sao? Đấy, nói chung là Bót Phở quyết định là Ali như thế luôn. Thì ở đây tôi thấy bình luận khá là hay. Nhưng mà bình luận thì tôi thấy người ta không có vấn đề gì với cái Ali anh em ạ. Mà chỉ có 2268 có vấn đề thôi. 117 cái bình luận, nhiều phết. Nếu bạn biết thì 137 36 cái bình luận so với group quốc tế là rất là nhiều ấy. Tất cả bình luận đi. Bàn tước bằng robot à? Nước ăn chặt 1786 à? Nước còn nước thì mình nghĩ là nước mạnh. Nước với quang đều ok. Nước thì đúng là nước cũng là một cái lầm mạnh, không hề yếu. Chuẩn bị chạy nước đấm 2268 vì tư thù cá nhân à? Small PP Kingdom. Ý là bọn này nó nói là mấy kingdom chim bé. Ok. Có một bình luận viết là 2268 Địt banding có nghĩa là sắp tan rã à? Thì ông này ông viết là Lai đát he lai. Cái này là chôn ông chít gu. Đây, max skip nghĩa là skip tối đa chỉ để farm. Hãy nói tạm biệt đối với P-Maker. Cái này là tranh luận về 2268 rồi. Ở đây có một cái bình luận viết là nó nên là trái đánh với bên phải. Tell that to the enemy là nói với kẻ địch ấy. Đấy là bạn có bị ngu không? Không, trái với phải là những gì mà 1824 yêu cầu, cũng như là 2975. Left với right. À đó, 2268 đã từ chối. Thế cái này dịch cái cho chắc vậy, tôi thấy dịch lủng củng quá. Ngu à, trái với phải là những gì mà 824 đề xuất như 2975 đã làm. 2268 ai từ chối đề xuất đó, cũng như 2268 và 1770 ai từ chối lửa nước gió. Thực ra thì lửa nước gió mình nghĩ là cũng, thực ra thì mình nghĩ là lửa nước gió thì cũng ok. Lửa nước gió thì thực ra thì đúng là nước mình nghĩ là mạnh hơn quang một tí, nhưng mà lửa nước gió kể cả nếu mà bắt lửa nước gió đánh với đất cây quang thì tôi nghĩ là cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là bên 2268 họ, bên chạy nước họ không đồng minh với chạy hỏa anh em. Chạy nước không đồng minh chạy hỏa thì chỉ có nước ở đồng minh với bên mình thôi. Đây, ông này ông viết ấy, là 2975 và 2748 là không có nên là đồng minh. Nhưng mà bây giờ hai kinh đồng Việt không đồng minh với nhau thì kêu người ta đánh nhau à? Tinh thần là dân tộc máu mủ ruột già, lá lành đùm lá rách đùm đá nát ở đâu? À, cũng như là 1770 và 2268 không muốn, đấy, không muốn đồng minh với 1824 nha anh em. Thì ở đây mình muốn nói rõ một vấn đề ấy, đó là chạy nước. Nhiều anh em là đang đánh giá là chạy nước là mạnh hơn chạy quang ấy, thì lại đi Ali với 2975. Ali với 2975 với 2748 thì anh em phải hiểu á, là chạy lửa với chạy lửa nó đích thích 1824 anh em. Đó, tức là các bạn phải hiểu là ở đây là chạy của 2268 ấy là họ muốn Ali với 2748, họ không muốn Ali với 2975, họ không muốn Ali với 1824, mà họ muốn Ali với 2748 đúng không? Họ muốn Ali với 2748. Có được drama chứ, anh Neon lên bật lại bọn nó đi. Nhưng mà được cái lần này 2268 thì tôi đánh giá là tự tay bóp giá anh em ạ. Tại vì nó bóp bài lên mà ở dưới người ta bật nó nhiều quá.
Đây là một bức hình về cái thông tin của hai phe. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái phe bên mình là đất này, đất cây với nước. Thì pound này không biết là tính theo cái gì đây, tức là 102 tỷ. Thì pound bên kia là 116 tỷ. Về Q-Poi nhá, nếu mà nói về Q-Poi thì mình thấy sự chênh lệch như này là cũng không có nhiều. Tại vì bên mình tính ra hơn so với bên địch khoảng 100 tỷ Q-Poi. Ở đây thì nhiều anh em lại bắt đầu chơi cái bài, nhiều ông lại chơi bài là bảo là đừng có nói về Q-Poi chạy, nói về Q-Poi liên minh các thứ. Thì thực ra bên chạy gió 1486, 1770 rất là mạnh anh em. Hai chạy Hàn Quốc này mình nghĩ là đèo 4. Tôi nghĩ là đèo 4 có khi ăn được hai ông này cũng khá là khó ấy, không có dễ đâu. 2975 ấy, hai ông này mình có xem qua dàn AK của họ rồi, khá là mạnh. Đông nữa. Đó, một clan một bên 16 tỷ 4, một bên 20 tỷ 20 tỷ 2. Mà trong khi bên mình hôm trước anh em thấy ông 13 3105, ông 3105 yếu vãi nồi ra. 3105 thì không hy vọng lắm. Có drama mới vui ở 2756 824 tới sàn 2268 à. 268 cố đấm ăn xôi thôi, họ sắp kiểu bay kingdom rồi nên là khuấy nước lên tí cho vui. Nói chung là có cái lý do anh em ạ. Ai sợ thì đi về, hợp lý. Phong cách. Ở đây thì ông này có viết đó là có một cái bối cảnh thứ ba đã được yêu cầu bởi 1824, đã được chấp nhận bởi trại quang, trại đất và trại cây. Đó, nhưng mà đã bị trại lửa và trại gió từ chối nha. Thì đây là một cái map KVK mà hôm trước mình cũng có nói rồi. Mình có nói là cái đồng minh như này là mình cũng khá là thích, tại vì đèo 4 là bên nào cũng được đánh. Nhưng mà đây là thằng lửa với lửa với gió là từ chối nha anh em. Thì ở đây ông này ông nói là cái đồng minh kiểu thứ ba ấy là bên mình là sẽ bắt là đất với cây với ánh sáng. Đất cây với ánh sáng. Đó, đất cây với ánh sáng thì bên kia sẽ là lửa gió với nước. Tức là cái kèo lửa gió nước là các bạn phải hiểu là bên 2268 từ chối nha. Ở đây là mình muốn nói để cho có một số bạn bảo là bắt đồng minh như thế rồi thì phải nhả 1824 cho 2268. Mà đây là 2268 nó chê 1824 nha anh em. Bạn check tin nhắn chờ các em bờ hỏi chút à. Đang tiện trên livestream thì bạn hỏi luôn đi, mình trả lời cho. Mất công người phải check. Đang tiện livestream bạn cứ hỏi đi rồi mình đọc mình trả lời cho. Thì bây giờ nếu mà chê thì thôi. Chê thì tôi lấy nước cho ông chạy thử quang. Ý kiến ý còi nữa đúng không? Rốt thì chết rồi anh em. Nhưng mà nói vậy chứ KVK này không đảm bảo được là ai thắng ai thua đâu. Đây ở đây thì có một bức hình thì ông này thằng Black Panther có nói á, là 2975 đúng không, là Ali 2748 824 là ba kingdom mạnh nhất. Nhưng mà ông 486 ông 770 ấy, đúng là top 5 top 6, nhưng mà hai ông này một trại mà. Hai ông này cộng lại thì tôi nghĩ là khỏe hơn 1824 là chắc luôn ấy. Hai ông này cộng lại bao khỏe luôn, không hiểu lý kiến gì luôn. Để xem bọn nó người ta phản hồi Black Panther như nào. Đây bạn có thể nói tất cả những gì bạn muốn, mọi người đều chứng kiến ai là người đã gây ra cái sự rắc rối ở trong Deep Low. Thực tế thì trại Thự Quang đã từ chối cái ý kiến ngu ngốc của bạn. Đó là trại lửa, trại Greenwood, trại lửa, trại cây với trại gió. 2268 ấy, ông ấy muốn đồng minh là 2268, trại gió với trại cây anh em ạ. Tức là nó kiểu nó không muốn người ta lấy mạnh nhất, mà nó muốn lấy hai trại mạnh nhất luôn. Đó, nhưng mà không có ai đồng ý trừ 2268, 1770. Tôi nghĩ là cái kèo 6870 với chạy nước mà nó còn chê nữa thì là chịu đấy. Bố này tên anh Dũng nữa. Phải nhả 824 ra bên kia chứ, bắt lệch quá. Mấy bố đừng đem bao tổng với Q-Poi tổng lên rồi bảo phe. Cái vấn đề là nó không chịu bắt với 1824. 824 nó chê thì nó không lấy chứ mình có phải là không gợi ý cho nó đâu. KVK có tư thủ cá nhân kiểu này hấp dẫn à? Check set đồ của Ác Phở mới gửi clan đi Dũng à? Ok Râm nha. Chào Khoa Cầm nha. Ok. Đây là một bức hình này là 2268 họ đã chủ động. Họ liên hệ trước với chạy cây anh em ạ. Họ liên hệ trước với chạy cây. Nói chung là 2268 ấy là nó chỉ muốn duy nhất một kèo mà nó muốn ấy là 2268 lửa cây với gió thôi. Ống Ali với chạy gió là chạy to nhất mạnh nhất. Ống Ali với chạy cây là kingdom 2748 mạnh nhất. Có nghĩa là 2268 họ muốn ấy, Ali với kingdom mạnh nhất và chạy mạnh nhất luôn. Đây là có nhắn tin đi đêm trước rồi nha. Đấy, đi đêm với kingdom nào thì các bạn đọc qua thì các bạn cũng biết. Đây, nếu cả ba chúng ta đề nghị Ali thì chúng ta có thể đạt được nó này. Điều này sẽ đảm bảo là không có ai bị khóa ở zone 4 và tất cả chúng ta sẽ có gọi là 1-1 ở trong Kingland. Đó. Cái người này người ta có trả lời ấy, là vấn đề ở đây ấy, đó là chạy đất, chạy nước và chạy ánh sáng sẽ không có sẽ đồng ý nó hay không.
thì ông Black Panther có nói đó là nếu mà cả ba chúng ta cùng nói điều đó thì họ DVB conclusion là gì, quên mất tiêu rồi. Đó, nếu mà không đồng ý ấy, thì sẽ không có Ali ở trong KVK này. Và đừng có lo lắng về 2975 bro. Đó, hãy nghĩ rằng nếu mà bạn win, nếu mà bạn thắng thì bạn có thể lấy được những người chơi tốt của 2975. Và thậm chí các bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để chiến thắng OL ở mùa tới. Đó, hãy nghĩ về kingdom của bạn, không phải vì 2975. Đó, họ đang nhìn về chiến thắng dễ dàng ở trong cái thời điểm hiện tại. 2268 rất khôn anh em, nó Black Panther rất khôn. Bắt đồng minh thì muốn bắt ông mạnh nhất, bắt ông trải mạnh nhất, bắt kingdom mạnh nhất. Nhưng mà lên Facebook ốc phốt anh em ạ, méo hiểu. Nói chung là mình dự đoán thì 2268 khả năng cao là cũng sẽ bay thôi. Tại vì 2268 họ đã mua kingdom trước rồi. Chẳng qua là họ đang cố gắng họ gọi là sao ta, cố gắng gọi là làm những gì cuối cùng thôi. Tại vì hôm trước các bạn bảo một số bạn 2268 thì bảo 2268 đang ấy mà, 2268 đang nói chung là mua kingdom rồi, còn khi nào bay thì chưa biết. Thì đó là tất cả những gì mình sâu cho anh em rồi. Nhưng mà được cái là cái bài viết này á, thì ở dưới người ta cũng phản biện lại khá là nhiều. Người ta cũng phản biện là khá là nhiều. Thì mình cũng muốn nói rõ một quan điểm ở đây là nhiều anh em nghĩ là chạy nước không đồng, tại sao lại chạy nước lại đi theo bên mình, hay là bên mình bắt chạy nước. Thì các bạn phải hiểu là 2268 không có lấy chạy nước nha. 2268 không có thích chạy nước. Thì không thích thì chúng tôi lấy, ý kiến gì? Dính drama úng mới nhiệt à? 7548 né 34 rồi kết dính drama à? Tính ra có drama này càng nổi, lại có phim. Vào map khoảng bao nhiêu ngày mở đèo 4 à? Vào map khoảng 7 ngày nha, 7 ngày, 8 ngày. Trường hợp của bạn Dương DV tôi nghĩ là do bạn chưa chiếm được đèo rồi. 2268 mua kingdom nào thế anh à? Thì hôm qua thì các bạn ấy nói, cái bạn ở 2268 nói là mua kingdom 3092 đấy. Mình nhớ là 3092. Nhưng mà nói chung là thấy bảo là mua rồi, xong ấy mình còn nhớ là mình còn tranh luận với mấy ông ấy về cái vấn đề là 4 tháng nữa mới bay ấy. Thì tôi nghĩ là cũng chả bay đâu. Phản Ali à? Nước lửa, lửa nước gió là đẹp, nhưng mà lửa nó lại không lấy nước. Lửa lại không lấy nước. Quan trọng là lửa không lấy nước nha anh em. Lửa không lấy nước, lửa không lấy đất, lửa chỉ thích cây thôi. Mà tôi nói với bạn chứ cây đi với lửa thì cây đi với lửa thì cháy cây sao đi được. Đây nghe nói là múc kingdom này nha anh em. Nhưng mà tôi chưa thấy đích nào 2268 ở đây hết. Nhiều khi nói thế thôi thì chả bay đâu. Thì kingdom Việt thì nói chung là mới sell được chứ. Khi có không trân trọng, khi mất rồi mới tiếc à. Cặp bộ binh đánh solo mạnh nhất với anh chưa có tướng mới thôi à. Mình solo mạnh nhất thì mình không chắc nhưng mà solo mạnh nhất thì có thể là Lưu Triệt Alex. Kingdom này dead, nói chung kingdom này ý là mấy ông 2268 nói thế, còn thực tế thì lúc nào họ bay tôi không biết đâu nhá. Tại sao lại phải bay với anh à? Tại vì kingdom của họ bây giờ không ấy được, kingdom của họ bây giờ không, tại sao ta không có vực dậy được. Đâu để xem set đồ Lưu Triệt của bot phở nào. Ngon. Full set cộng 5. Full set cộng 5 1, 2, 3, 4, 5. Full set cộng 5, 2 phụ kiện cộng 4. Quan trọng là cái vũ trang anh em ơi. 20 quan huyền thoại. Tăng khá sát thương kỹ năng, bách chiến bách thắng. Mỗi khi đội quân gây ra thêm đội quân gây ra thêm 3% sát thương thường, tối đa 12% cho mục tiêu. Cứ mỗi 20% binh lực mất đi. Cái này mà rally thì ngon anh em. Này mà rally với dép Gogo rồi rally SC mới ngon. Chín chắn là đầu tiên mình thấy cái này đấy. Tăng 1.5 sát thương thường gây ra mỗi khi đội quân tấn công cơ bản sẽ có xác suất 10% giảm 5% tất cả sát thương hứng chịu. Nhưng cũng giảm 10% sát thương kỹ năng gây ra. Không lo lắm. Lực công tăng 3% sát thương thường. Ok, lực vào KVK là boss sẽ lên thêm hai cái phụ kiện cộng 5 nha.